Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với VCS mùa hè 2022 và cái trận đấu này sẽ là một cái trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Di Hợm đó là một con quen bắt chữ vĩnh cửu để có thể gia tăng thêm hiệu khống chế cho những cú băng vào với nhát cắt của anh ta. Hai lên đó xin chào cả nhà. Có thể mở ra những cú tấn công được. Artifact. Anh này là tự sát mà. Còn mấy sai. Lính đang đẩy vào khu vực đường giữa. Cảnh nữa. Oh. Của Yado, ta bị giữ chân lại và anh ta bắt buộc phải có đồng đội hỗ trợ để có thể sống sót. Boss làm kịp. Trong khi đó thì Benwin đã phải nằm xuống. Hero lao vào. SD đang bắn vào Boss và Boss đánh nạt không nổi lui về được. Tốc độ ăn là quá nhanh. Sirius đang di chuyển ra nhưng liệu rằng có kịp hay không đây? Có lẽ là không kịp rồi. List bay vào. List được bắn. Ở thời điểm cấp độ đầu tiên và cấp độ 2 đã đến sớm hơn dành cho đĩa. Ui, chặt nguyên va vừa rồi nó kịch đến từ đĩa. Đó là tình huống trao đổi 1-9-1-10 dành cho cả hai phía. Nó ngay tại vị trí đứng đến từ đen chạy đến cái cơm của chém nữa và ta có một chém rất thành công. Quay đường trên, con nào đang bị gì? Và Ember đang phải chạy làm tất cả cho có thể để sau. Hai ô cần một cái đấm, anh ta cần một cái đấm nhưng không được rồi. Ember đang quay trở lại tấn công với chiếc cú của Dokeyoti hỗ trợ không được. Anh ta đã quá thông minh trong pha xử lý của mình. Đây không còn là một con Dana với răng mờ nữa. Răng của Dana bây giờ là full HD không che. Nếu như muốn chạm vào cái răng mờ thì phải trả tiền. Phí thật sự cao, 3 xị đến 5 xị mạng chấm dứt nữa. Quá kinh khủng. Cái trang bị này chưa đủ cho Playboy có thể. Oh là trời ơi. Oh my god, xong rồi. Quá tội cho hoàng đế mất vợ. Một Vigo nằm xuống tới 5 lần. Tôi không biết là trong tình huống đó nếu như tóc biến của Moon rồi sau đó Moon chạy về thì sẽ như thế nào. Nhưng anh ta quay lại, anh ta đàm phán. Cùng nào nó biết nói đâu đàm phán. Để luôn có những pha bóng này là con nào khổng lồ. Sẵn sàng cho một pha đẩy. Ui vẫn quyết định đẩy. Đẩy A đi còn Vigo. Em nghĩ trong đầu thế nhỉ? Và đó là một bạn nằm xuống. Thở quá. Em hướng lên cấp độ 6 mà thôi. Trong khi đó thì Rakha vẫn chưa có dấu hiệu. Hả? Ui, Moon lại mất cái tóc. Moon chắc là lâu lắm rồi mới được đánh lại. Cho nên là có mấy pha xử lý nó hơi chấm hỏi nhìn cho chú bộ không này. Đúng. Slayer đã cố gắng đánh thêm một vài phát nữa. Phân chí thiên hạ đường giữa hình như nó không trúng thì phải. Có lẽ họ cần phải tìm ra một thiên hướng đánh. Nhưng đánh bằng gì? Lớp lang lao vào, lớp lang bị khống chế, lớp lang bị nổ long cước. Anh ta thoát ra được. Phía bên này, điện 1 không chính xác là cái bóng của điện 1 đã bị phá hủy. Ember mất đi cái phản công. Máu Baron chỉ còn chút xíu. Cướp được. Đó chính là tiền cây. Aphelios đang bắn. Sắc thương chảy máy sau khi kích hoạt được anh chàng dẫn lối. Tại thử băng trụ này, chúng ta cùng nhìn tại pha solo kill diễn ra tại khu đường giữa. Đó là một đợt lính khá lớn nhưng điện 1 vẫn quyết định là băng lên. Froggy đã dùng một cú e hơi vô diện. Cái con đường để tìm ra cách tấn công. DNK lại đang tay đôi cùng với Ari của Froggy và DNK lại là người bị câu. Anh ta sẽ phải nằm xuống thêm lần nữa. Đó là điều gần như chắc chắn. Hôn gió trượt nhưng súng trọng trường vẫn còn nguyên ở đó. Cũng đang được hướng tới bởi bên phía của SBTC Sport. Họ muốn tấn công Hasmet. Người vừa mất đi 3 lần trước cuối những sóng gầm đến từ DNK trượt. Và sát thương đến từ Ember tại thời điểm này là quá ít. Đó là pha nộ lâu cấp tốc biến tốt đến từ DNK sau một tiếng cắm mắt hộ thể. Nhưng sóng gầm của anh ta tiếp tục trượt. Hai lần sóng gầm trượt liên tục đang khiến cho lượng sát thương của SBTC Sport bị thiếu hụt và Ember bắt buộc phải tốc biến quả. Lần này sóng ngâm đã trúng.